Ông Đinh Lạc Thăng, cùng một đường mà Bình Dương rộng, thành phố Hồ Chí Minh hẹp thì kỳ quá. Nghe báo cáo dự án quốc lộ 13 ở Bình Dương rộng 60 m, nhưng về đến thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 50 m, Bí thư Thành ủy Đinh Lạc Thăng nói rất khó coi, yêu cầu tính toán lại. Tại buổi làm việc với quận ủy Thủ Đức chiều ngày 14 tháng 6 năm 2016, sau khi nghe Bí thư quận Huỳnh Thanh Nhân kiến nghị sớm triển khai các dự án giao thông trên địa bàn vì nhiều nơi quy hoạch treo khiến người dân bức xúc, Bí thư Thành ủy Đinh Lạc Thăng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải báo cáo tiến độ thực hiện các dự án. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bùi Xuân Cường cho biết, dự án ga Bình Triệu, Bộ Giao thông đang lập và tìm kiếm nguồn vốn. Vốn cho dự án này rất lớn nên gặp khó khăn trong triển khai, hiện đã công bố quy hoạch nhưng chưa bố trí được vốn để cắm danh. Riêng với dự án quốc lộ 13, khó khăn nhất là vốn giải phóng mặt bằng. Theo tính toán, nếu làm 53 m thì dự toán khoảng 4.400 tỷ đồng, làm 42 m thì khoảng 3.200 tỷ đồng, ông Cường cho biết. Nghe vậy, ông Thăng ngắt lời, đoạn Bình Dương rộng 60 m, vì sao về tới thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn khoảng 50 m? Sao từ đại lộ ở Bình Dương về tới thành phố Hồ Chí Minh thành trung lộ rồi? Đáng ra về tới thành phố phải rộng hơn chứ, các đồng chí phải tính toán lại chuyện này. Ông Cường cho biết, thành phố cũng tính làm như Bình Dương, nhưng nguồn vốn quá lớn, nên đưa ra nhiều phương án để chọn lựa. Kinh phí để giải phóng mặt bằng là vấn đề lớn, đã bàn nhiều lần mà chưa có kết quả, nhưng thành phố sẽ sớm triển khai dự án này. Ông Đinh Lạc Thăng hỏi, sớm là bao giờ? Nghe ông Cường nói, phải cân đối được tiền giải phóng mặt bằng mới triển khai được. Ông Thăng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phải làm việc ngay với Tổng Công ty Đầu tư Tài chính để giải quyết nguồn tiền cho dự án. Ông Cường cho rằng cần phải có hội thảo nghiên cứu thêm. Bí thư Thành ủy nói ngay, hội thảo gì? Nhu cầu cấp bách lắm rồi. Quận đề nghị làm sớm, tức là quận sẽ vào cuộc với mình để giải phóng mặt bằng. Tiền thì có thể lo được, chứ giải phóng mặt bằng thì khó hơn nhiều. Ông Thăng nói và yêu cầu trong năm nay phải triển khai dự án quốc lộ 13. Về dự án ga Bình Triệu, Bí thư Đinh Lạc Thăng yêu cầu chậm nhất trong quý 3, Sở Giao thông Vận tải phải công bố quy hoạch chi tiết cắm lộ giới ga Bình Triệu vì người dân đã bức xúc lâu quá rồi. Trao đổi với phóng viên sau cuộc họp, ông Bùi Xuân Cường cho biết Sở cũng rất muốn làm toàn tuyến quốc lộ 13 qua thành phố rộng 60 m. Tuy nhiên, do khó khăn về vốn nên mới nghiên cứu phương án có một đoạn rộng 53 m. Ngay sau khi ý kiến chỉ đạo của Bí thư, tôi cùng chị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính, làm việc trực tiếp với anh Quốc, Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính. Anh Quốc đã đồng ý về phương án huy động vốn. Vấn đề còn lại là làm thế nào để huy động nguồn tiền để hoàn trả, ông Cường nói.